Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Trời đất ơi, cái này là được lì xì hay là bị lì xì cho người khác? Xì cho vui cho đó, lì xì mình giờ Chờ một bài về Tết theo phong cách cải lương hả trời? đấy, đó là một điều đặc biệt. Em ơi, cái này chắc là chị bỏ qua quá, cái thử thách này nó kinh khủng với chị quá em ạ. Hợp thì mình một một Thử thách này kinh khủng quá, không được đâu. một bài Làm về sao Tết bài đi, về Tết mà theo phong cách cải thì lương hơi phong cách khác cũng được, mình tự nếu mà cải lương khó quá thì mình thành phong cách được? rock hay là opera cũng được luôn. Thôi mình ơi, các mình ơi, Thôi hãy hãy cho qua thử thách này đi, trả lại lì biết xì. Trời, tôi biết ngay là ngồi đây là cũng không có tốt lành gì với tôi đâu này. thôi bây giờ cho thử thách đầu tiên thì mình dễ một tí cũng được, hát một bài về Tết thôi cũng được. À, dễ quá. Rồi. Thế thì dễ quá luôn. Cái bài này là bài của anh Quang Huy sáng tác luôn mà Tết năm nào cũng rất là rộn Em ràng. biết Đố bài em biết gì bài luôn, gì? Ngày xuân lâm phục Đúng sông rồi. vầy. Đấy. Anh Huy anh cũng may mắn ghê, trong một đời có một bài gọi là bài để đời ấy đúng Đúng không? Bởi rồi, vì bài rằng Tết là hầu như bài năm nào ai cũng cũng thuộc, ai cũng gọi là nghe hết. bài chúc Tết quốc dân hả? Dạ đúng rồi. Ok. Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấp bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chào Chào xuân xuân đang đang sang. sang. Đấy. Yeah. Yeah. Và có một cái thống kê rằng trong showbiz á, những nghệ sĩ tuổi Tý thì chị có biết ai không ạ? À, Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà là cùng tuổi với Quỳnh Anh. Lê Hiếu. Lê Hiếu. Lê Hiếu cũng bằng tuổi với Quỳnh Anh. Phương Linh cũng À, là một Phương bạn Linh. bằng tuổi. Hà Anh Tuấn cũng là 84 thì phải. Là những người Quỳnh đều là những chỉ người nhớ bằng nhiêu tuổi với chị, đó. còn lớp sau đó, một giáp sau nữa, chị có biết Một ai giáp không sau là năm ạ? 96. Trời, chịu chịu chịu. Quá 96. nhỏ, Năm không biết. 96 thì có rất là nhiều hoa hậu, như hoa hậu Quỳ Duyên nè, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đều Trời là những ơi, người nhỏ vậy năm luôn Tý hả trời. đó. Thì chị có nhìn chung những nghệ sĩ đó thì chị có thấy là một cái điểm chung gì giữa những người tuổi Tý không ạ? Những người tuổi Tý của anh thấy được rõ ràng là họ rất mạnh mẽ đúng chưa? Đúng. Và rất là nhanh nhẹn, rất là có cái sự quyết đoán ở trong những cái quyết định của cuộc đời họ. Và nếu mà có những cái khó khăn thì họ cũng sẽ bước qua một cách tự bản thân họ bước qua được. Mà không cần một cái, Quỳnh không biết những người khác như thế nào, thực sự mỗi một người sẽ là một cái tử vi và lá số khác nhau. Nhưng mà với bản thân Quỳnh Anh thì Quỳnh tự cảm thấy được luôn là mình thích được trải qua khó khăn một mình. Tức là mình sẽ là người tự mình bước qua cái việc đó. Và mình tin là mọi sự khó khăn trên đời đều có cách giải quyết của nó hết, chỉ cần mình thực sự là rất là bình tĩnh thì vượt qua được hết thôi. Chứ cái nỗi buồn ấy, nó sẽ có, nó là cảm xúc mà, nhưng mà nó sẽ nên là cái chất liệu của cuộc sống mình, chứ nó không nên là một cái gì đó tác động để mình bị vùi dập vào gục ngã. Đôi khi cái nỗi buồn nó cũng hay lắm ấy. Cái khó khăn, cái thử thách của cuộc đời nó sẽ giúp cho mình lớn hơn rất là nhiều và có nhiều cái sự trải nghiệm tốt.